Đây có cái âm nhạc lên anh em vĩnh viễn nha anh em. Đó, equip này đang sử dụng anh em ạ. Đấy, đó, nói chung là full hết rồi anh em ạ. Equip chế dôi nha anh em, chế mướn rồi anh em ạ. Đấy, có cả trái báo trái hồng này kia kiểu anh em. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với tựa game Blockstreet. Và hôm nay thì mình sẽ mượn hạt của nhóc trường để mà có thể là review cái mấy cái sự kiện mới, những cái tính năng mới này kia kiểu anh em, chiếc thuyền mới này kia nè. Đó, hiện tại thì bây giờ là mình vẫn chưa có thể là kiếm được cái chiếc thuyền ủa cái chiếc thuyền đâu ta, thuyền này thì không phải chiếc thuyền băng nằm ở nào ta, ai đánh không chiếc thuyền băng là chiếc thuyền nào ta, mình không biết chiếc thuyền băng nằm ở đâu anh em. Mà bây giờ mình sẽ mua cái chiếc thuyền băng nữa nha, tại vì mình cũng chưa ghép được cái chiếc thuyền băng đấy anh em. Mà Danny rồi chiếc thuyền run rai thì phải anh em à, không ủa phải chiếc này mới chiếc thuyền băng anh em. Mà chiếc thuyền băng là chiếc nào ta, slope net rồi rai chiếc này em trời không phải đúng anh em ơi, phải chiếc thuyền băng là cái nào vậy anh em, đợi mình vô trong cái item để mình xem nữa, trong này nó có chiếc thuyền băng cái móc nail này anh em à. Rồi ủa thì mình cũng chưa có cái chiếc thuyền đó cho nên là mình cũng chưa biết cái chiếc thuyền băng là mình sẽ mua ở đâu luôn anh em ơi. Bây giờ mình sẽ xem thử bên đây best hunter này anh em à, đây chiếc thuyền băng đây rồi anh em à, đó chiếc thuyền băng ở đây. Ôi có hai người mà đi gì trời á, thì đây là cái chiếc thuyền băng nha anh em, nhưng mà bạn nó rủ mình đi nhưng mà có hai người thì khá là lười đi anh em à. Rồi ơi, đây là CQ của cái trái quỷ có lộn cái mili mới nha anh em, cái mili mới. Là bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái chỗ nào đó để mình test, rồi chắc mình sẽ về C2 quá anh em, mình sẽ về C2 đi cho nó dễ test ha, hoặc là C1 vậy đó. Chứ mình cái trình BK của mình nói chung là cũng khá là gà anh em à, cầm cái ạc này nói chung là lỡ chết mắc chi nã này kia kiểu nữa đó. Thì bây giờ mình sẽ xem lại cái item đó, lộn cái shop đi anh em, trái quỷ là mua hết nha anh em, tất cả đều mua hết, equip theo anh em đó, mua vĩnh viễn hết tất cả nha anh em. Để mình xem thử đi, có trái nào mà chưa mua hay không. Đây có trái âm nhạc lên anh em, vĩnh viễn nha anh em. Đó, equip cái này đang sử dụng anh em à. Đấy, đó, nói chung là full hết rồi anh em à. Equip trái dôi nha anh em, trái mới rồi anh em à. Đấy, có cả trái báo, trái gồng này kia kiểu anh em. Nói chung là có tất cả luôn anh em. C1 nãy giờ khá vắng anh em à, nãy giờ mình vô khá là nhiều server luôn rồi, nhưng mà cũng không có server nào đông người cho anh em, toàn là những các bạn chi nã khá thấp anh em. Chắc có lẽ là mấy bạn đó đang tập trung đi làm cái nhiệm vụ để mà kiếm cái ly mới, hoặc là kiếm cái trang bị mới này kia kiểu anh em, cho nên là mấy bạn đó dồn qua mấy cái C3 hết rồi quá. C2 nãy mình thấy nó cũng không có đông lắm anh em, C1 thì càng lại vắng, toàn là mấy bạn chi nã thấp không anh em à, hoặc là những bạn mới chơi thôi quá, cho nên là không kiếm ai được để có thể quốc được anh em. Chắc là mình sẽ vô một cái server C2 của anh em à. Cuối cùng có một bạn chi nã 3M bên đây anh em à. Ui kẹt. Bạn ở đâu rồi ta? Đang ở đâu trời? Bên đảo tăng binh thế anh em. Wow, bạn nhất một. Ồ bạn ở đây anh em, 4M luôn. Ghê ta. 2k mấy mà lên 4M luôn. Trời thật. Chắc mà nghĩ chắc là cũng khá là ghê gớm hay sao đấy anh em à. Lép thì cũng không có cao lắm nhưng mà truy nã khá cao nha anh em. Mình bật haki rồi phải không anh em. Đây mình sẽ bay qua. Cái trái âm thanh này có vẻ như nó bay hơi chậm anh em à. Wow, làm giống gì bên đó vậy. Bạn ở đây đang sử dụng cái gì vậy ta, chống cháy mochi với ta. À cái kiếm anh em à. Tôi up chuyển server đây. Wow, ôi trời, vãi thật sự với cái trái âm thanh này, đam đau to, đam to ghê luôn anh em à. Đau đít ghê luôn anh em à. Ôi ôi, bắn mấy phát còn muốn chết luôn anh em, nãy giờ mình chưa có hút máu thử nha anh em. Wow, trái âm thanh này gác thiệt anh em à. 280, bạn đó là bạn gì đây. Wow, 3 triệu mốt luôn anh em à. 3 triệu mốt gì nã cũng khá. Ủa sao không bính được người ta, bạn đó bên hải tặc mà ta, kỳ vậy, hay là bạn có chưa cái bạc chiến đấu à. Ủa cái skill này thì có khả năng gượt theo nha anh em, gượt theo anh em à.
Wow. Ủa. Ghê gớm ta. Mình tưởng là cái bạn bên kia qua chứ. Không, bạn 4M không qua đây mà. Wow. Thế mặt tổ khá là gác hết chứ anh em. Trời ơi. Rồi xong phim. Ủa nó mất tiêu rồi. Chạy rồi chạy rồi chạy rồi. Chạy rồi anh em à. Mình sẽ test thử cái chiêu cuối của. Wow. Rồi, bạn nó chạy rồi anh em à. Liệu có chạy thoát được hay không đây anh em. Mình sẽ test thử cái chiêu C của cái melee mới nha anh em. Cái melee mới. Mình nghe có thấy tiếng quýnh nhau ở server này thì phải anh em à. Mình giờ mới nghe có tiếng bẹp 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 bẹp. À đây gọi anh em à. Wow, 2550 max lép luôn. Ghê vãi anh em. Để mình vào mình chơi thử xem sao. Mình vẫn chưa quen cái melee lắm đó nha anh em. Mình xin mình sẽ test thử cái melee này. Đây để xem thử đi. Ồ, trái báo rồi mới ghê chứ. Một bé đã đi bụi, hai bé lên dĩa. Trái báo và trái gì đó mình không biết anh em à. Trái mochi vậy trái báo lại trái mochi. Ủa cái dòng âm nhạc này đã giống gì ta, không biết nó có cái tác dụng gì không. Nhìn gì em trai. Wow, em trai có skin cute vải nè, màu tím mộng mơ á. Ok, vừa mới xin có em ấy một tí party rồi anh em à. Mới giờ mới để ý anh em à. Trời ơi, 366kf 998 triệu veli. Rồi mình chị mình random thử xem sao anh em. Biết đâu được ra trái voi sao anh em. Ôi, mắc ma. Trời ơi, mình tưởng đâu là ma mút chứ anh em. Lưu lại thử ấy. Drop store. Store đi anh em. Wow, còn lưu được anh em à. Để mình xem thử trong cái shop của bạn này lưu được tổng cộng là bao nhiêu trái đây anh em. Ủa, có trái quỷ đâu chạy. Trái quỷ thì chắc bên dưới này quá anh em. Đây một ít chín luôn. Ôi vãi. Trời ơi, cái kho nhiều vãi chữ anh em. X10 luôn nè. Ôi, trái gì mà ít chín như nè. Trái mắc ma ít chín. Ôi, kinh kinh khủng khiếp anh em ơi. Mấy trái trên này ok, không có mấy trái mình đang cần rồi anh em à. Ủa, sao tự nhiên mình qua mình quýnh phát cái là nghỉ quýnh luôn rồi anh em. Ôi, ôi, công nhận cái trái âm thanh này nó đâm to ghê luôn anh em à. Đây, cái này nó có thể bắn được 3 phát liên tiếp là 1, 2, 3. Đó. À, tùy thuộc cái tốc độ của anh em bấm nhanh hay chậm thôi. Sau khi mà sử dụng xong thì vài giây thì nó sẽ reset skill của anh em. Nó sẽ chuyển qua chế độ chờ cho nên là anh em ra đòn càng nhanh càng tốt. 1, 2, 3. Rồi mình không kịp ra ba cái rồi anh em à. Theo mình thấy á, thì cái skill âm nhạc này á, thì sử dụng DBB là khá là ngon luôn anh em à. Còn cái skill của ủa còn cái trái voi anh em. Trái voi mammoth á, thì trái này sử dụng để mà đi đi gì ta, gọi là đi săn cá mập này kia kiểu anh em thì nó sẽ ngon. Còn cái trái gốc tự ghét đó, trái mới thì trái là thôi khỏi bỏ vào bên luôn đi anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đây xem thử. Bên kia mình thấy là có mấy bạn bên kia anh em à. Bên kia là như là gì ta, nhà hải quân thì phải anh em à, tòa nhà hải quân. À đây, hai bạn ở đây rồi anh em à. Wow, hai bạn nó đang quýnh boss gâu trắng. À hiện tại giờ là mấy con boss nó sẽ chuyển qua cái dạng là thanh máu này nha anh em. Wow, boss đồ trắng máu nhiều phải chữa này anh em. Đó. Bây giờ gặp boss nó sẽ hiện nguyên cái thanh máu trên này như vậy nha anh em, chứ nó không còn phải đụng độ thì nó mới hiện máu trên con boss nữa anh em à. Thì mình có thể nhìn thẳng ở trên này luôn. Có anh em, ngày xưa là hình như là đâu có cái vụ này đâu có anh em. Đó là cái tên của boss này là anh em à. Đó, thì bây giờ nó hiện thẳng ở trên này luôn cho anh em ta dễ xem, chứ cần đứng gần là nó sẽ thấy anh em à. Ủa, Ray boss. Ui. Sao nó ra thêm con boss gì nữa nè anh em. Ok, ta chẳng ta quýnh boss đi anh em à. Mình sẽ đứng đây mình xem đây, nếu mà ta đụng mình thì mình sẽ quýnh lại. Nhưng mà thôi, chắc là mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây thôi anh em. Mình sẽ làm ngắn ngắn xíu cho mấy anh em dễ xem, với làm dài quá nhiều khi anh em lại chán quá anh em. Anh em đừng quên mỗi buổi tối lên xem bài viết của mình, chơi chúng mình để mà đi săn con Leviathan nha anh em. Thì hiện tại giờ mình chưa có thuyền, nhưng mà có cái ạc của bạn trường bạn có thuyền anh em, có gì bạn lên bạn sẽ kéo anh em ta đi lấy trái tim. Còn nếu mà chưa thì anh em ta sẽ phải tự mua thuyền để mà đi tự dông buồm ra khơi và tự kéo trái tim ra, nếu mà những lúc mà bạn nó không on được anh em. Rồi mình sẽ nhảy server khác xem sao, để xíu nữa mình sẽ test cái
cái melody mới với lại cái giá quỹ âm nhạc xem thử nó sẽ có ngon hay không, và sau đó mình sẽ làm cái video, mình sẽ up lên. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây thôi, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Nopsuit, và đừng quên cho mình xin một like và đăng ký anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.